Anh chị thấy không? Tự nhiên ra hoa đã đời, hư nụ. Ra hoa bị biến dạng. Ra hoa bị biến dạng. Vòi hoa ra không đều. Giống như người ta thì trồng rất đẹp, vòi hoa dài, mặc dù là mình chọn giống nè, đẹp nè, đầy đủ phân bón nè, rất là kỹ. Tuy nhiên lại ra những sản phẩm không như ý muốn đối với những chậu hoa lan. Thì quý anh chị làm cách nào để có những được cái chậu vòi hoa dài mà ra hết vòi hoa như thế này? Và xin mời anh chị cùng theo dõi clip của Hoa Lan Di Phong nha. Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của Hoa Lan Di Phong. Và thời gian gần đây thì em nhận được khá là nhiều câu hỏi của anh chị về việc mà trước giai đoạn sau Tết anh chị, thì tình hình ruồi đó, côn trùng phá hoại rất là nhiều. Anh chị sợ vào mùa mưa thì sẽ nó phá dữ hơn nữa. Thì ngày hôm nay em đứng đây em cũng xin được phép chia sẻ những cái mà em biết và thực nghiệm thành công, thì cũng xin chia sẻ anh chị. Nếu có cái gì mà không hợp lý hay gì thì hy vọng rằng một số anh chị đã có nhiều kinh nghiệm rồi, thì để phần bình luận chia sẻ cùng Hoa Lan Di Phong cũng như mọi người, để mọi người có những cái chậu lan thật là đẹp khoe sắc tại vườn nhà của mình. Và anh chị biết không, khi mà mua hàng trên mạng về thì thấy giới thiệu đẹp quá, hoặc là đi tới nhà người ta thì thấy những chậu lan khoe sắc vòi hoa dài nhìn mê lắm, tới chừng mình trồng á thì một là nó bị gì nè anh chị, nó bị tự nhiên nó ra vòi hoa không được dài, nó bị quéo hết à, có ra được một hai nụ hoa, nụ hoa này nha, may mắn ra được một hai nụ hoa thì nó ra như vậy. Tự nhiên nó không được hết tròn, theo đúng như người ta thì tròn khuôn hoa vậy nè, có cánh đâu đàng hoàng, còn này nó thì bị như vậy, hoặc là nó bị lẩm chẩm như vậy nè, vậy đó, lẩm chẩm như vậy. Thì đây anh chị là một trong những rất là nhiều nhà vườn anh gia trồng số lượng lớn đang gặp phải. Thì trước này á thì em xin chia sẻ một cái kinh nghiệm của em như sau: khi mà gặp những cái nụ như thế này nè thì anh chị vui lòng anh chị bẻ liền anh gia, anh chị bẻ đi, cắt luôn những cành hoa này, anh chị bỏ vào cái bịch á, bịch ni lông anh chị cột lại, chứ không phải anh chị bẻ xong anh chị giục xuống đây nha. Giục xuống đây là tốc độ sinh sôi rất là khủng khiếp và rất là dễ lây lan. Một hai chậu bị thôi, anh chị mua lỡ như nhà vườn nào á, anh chị tới vườn mà một lỡ như mà một cái nụ này thôi, cái con ruồi nó chích vào đây á, nó đẻ ấu trùng vào đây á, thì cái vườn của anh chị rất là dễ lan cực kỳ nhanh chóng luôn. Và đây là một trong những cái bệnh mà nguy hiểm, có thể là nguy hiểm tại vì lây lan, tốc độ lây lan nhanh và ảnh hưởng trên vòi hoa cũng khá là nghiêm trọng. Thì việc đầu tiên anh chị vui lòng như em nói, cắt bỏ vòi hoa này, bỏ vào bịch ni lông cột lại và giục nó đi đâu xa, đưa xe chở rác hoặc là có bãi rác nào anh chị bỏ vô, anh chị đốt nó chết luôn. Thì rồi sau đó thì anh chị dọn dẹp vệ sinh vườn lan của mình lại thông thoáng hơn. Và anh chị có thể là bổ sung cái chai này, chai này là chai Lucky anh gia. Lucky này á thì nó là diệt sạch côn trùng luôn, cả nè những cái côn trùng như là ruồi nè, phá hoại chích hút cả luôn những cái trứng mà khi đã đẻ vào cái nụ rồi anh chị phun vào thì chết luôn cành giả những cái trứng ấu trùng. Rất là hay. Lucky này thì rất là thân thiện với môi trường cũng như là con người anh chị, được bộ y tế là cấp phép sử dụng. Và khi mà anh chị phun anh chị lưu ý giùm em, thí dụ mà tình trạng anh chị phòng thì tầm khoảng là 3 tới 4 tuần anh chị phun một lần với liều lượng là 1cc, anh chị pha chung 1 lít nước phun vào buổi chiều mát. Còn vườn anh chị mà lỡ như đã bị rồi thì anh chị vui lòng anh chị phun tầm khoảng từ 2 tới 3 ngày, phun vào buổi chiều cũng với liều lượng là 1cc trên 1 lít nước. Anh chị phun vậy đó thì cái lúc kia nè rất là thân thiện môi trường, con cháu anh chị về ngắm hoa anh vậy thì cũng bình thường anh nha. Lúc kia này sử dụng rất là tốt. Còn ngoài ra nữa, nếu mà vườn anh chị đã sử dụng lần cái lúc kia này rồi thì anh chị hoặc là anh chị đang có những cái mà nó nặng hơn rất là nhiều, anh chị muốn nhanh chóng thì anh chị sử dụng F760 này. F760 này là nhà vườn người ta sử dụng, tuy nhiên là cái này á, cái nồng độ nó rất là mạnh nhanh nha, rất là mạnh. Thì cũng giống như là liều phòng trị, anh chị phun vào buổi chiều mát 1cc trên 1 lít nước anh chị, không qua sáng mai anh chị không cần xả nước lại đâu anh chị thì anh chị phun tầm khoảng là từ 2-3 ngày anh chị phun một lần thì nó sẽ diệt luôn côn trùng, xua đuổi côn trùng và chết luôn những cái ấu trùng ở trong những cái vòi hoa này. Thì thật ra trước đây á thì cái chai nắp đỏ này anh chị thì nó rất là mạnh, sức mạnh nha anh chị anh chị thấy sức mạnh kép hiệu quả nhân đôi đó. Thì một hũ là 100ml, anh chị có thể sử dụng 100 lần, một lần anh chị sử dụng 1ml thôi, là 1cc thôi. Thì trước đây em thì em cũng khuyên anh chị là sử dụng cái chai Lucky này bởi vì nó thân thiện với môi trường. Tuy nhiên là sau thời gian sử dụng
thì những cái côn trùng, đặc biệt là con ruồi á, nó chích hút á, nó lợn thuốc cái chai lúc kia gì đi. Thì bắt buộc ngày hôm nay em đứng đây em chia sẻ với anh chị là mình chuyển một cái chai F760. Sau khi anh chị sử dụng là tầm khoảng 1 tới 2 tháng á, anh chị quay lại cái lúc kia này thì nó vừa an toàn, nó vừa hiệu quả anh nha. Tại vì nếu mà sử dụng cái này mạnh thì mạnh nó lúc nào cũng đi đôi với những cái tác dụng phụ. Anh chị lưu ý phần này. Thì hiện tại bên Hoa Lan Di Phong á, đang bán chai này 60, chai này 60 anh nha. Thì anh chị có thể là tìm mua hai chai này trên thị trường, lâu lâu mình đổi qua đổi lại thì sẽ hiệu quả rất cao. Thì đó là những cái cách mà Hoa Lan Di Phong chia sẻ cho anh chị. Nếu mà anh chị nào có những cái dòng thuốc hay hoặc là những cái cách trị ruồi hay thì anh chị để lại phần bình luận cho để mọi người cùng bàn luận anh nha, tìm ra một phương án nào đó giải quyết cái vấn nạn ruồi này để cho anh chị có những chậu lan thật là đẹp nhất. Và thật sự em nói giá trong clip này em cũng ngại tại vì chia sẻ, nhưng mà rất là nhiều bình luận anh chị hỏi cũng như là hỏi qua Zalo á, thì em cũng nói là cái chai này 60, cái chai này 60, anh chị có thể liên hệ với những bạn nhân viên bán hàng bên em để có thể tìm mua hoặc có thể tìm mua trên thị trường anh chị. Cái chủ đích em đứng ở đây em chia sẻ anh chị là làm sao để cho những cái chậu lan thật là đẹp, và hy vọng một lần nữa anh chị có những cái tên thuốc nào hay hoặc những cái cách trị ruồi nào hay, anh chị để dưới phần bình luận để em cũng như mọi người cùng bàn bạc tìm ra một cái hướng giải quyết cho con ruồi này thật là sự là hiệu quả. Còn vấn đề gì anh chị đang thắc mắc thì anh chị cứ để ra phần bình luận, trong khả năng em á thì em sẽ chia sẻ liền, còn không thôi em sẽ đi tham khảo thêm một số nhà vườn đối tác, một số anh em trong hợp tác xã làm lan hoặc một số thầy nghệ nhân để có những cái clip mà hiệu chia sẻ anh chị một cách hiệu quả nhất để những chậu lan khoe sắc tại vườn nhà thật là đẹp. Cảm ơn anh chị rất là nhiều và mến chúc anh chị thật nhiều sức khỏe bình an. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.